và sa hú lành thai. Kính cảm ơn sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Na Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng thọ minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong dung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 143. Hí ri ni se tho phú ri so vô chí lô cắt min nhít chá tí vô ni đăng á phá vô thề tí ác tô bát rô cá xà mí quá thí ri ní xê thô phú ní sô vô chí nâng cắt nhìn nhít chá tí vô nhìn đăng á phá vô thề tí ác tô bát rô cá xà mí quá thí ri ní xê thô phú ní sô vô chí lô cắt nhìn nhít chá tí vô nhìn đăng á phá vô thề tí ác tô bát rô cá xà mí quá thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Khiến hai người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự thiên, biết hổ thẹn khót dê dèm như con tuấn mã phải hiền tránh roi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời đồng tay của huynh Quách Thanh Á Xích Nhật Quỳnh nha. Và mời Quán Thanh nữa. Và kính mời quý vị nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 143. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo nin dang am pa po te ti an so fa tro ka sa mi wa. Hi ri ni se ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vin cha ti yo nin dang apa po te ti aso phan tro ca sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo nin dang a pa pu the ti an so pha tro ka sa mi wa. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas min vi cha ti yo nin dang a pa pu the ti an so pha tro ka sa mi wa. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn, thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền, tránh roi của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thay tina. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào cô tu nữ tịnh hạnh và toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 143. Và cảm ơn sĩ Rạng Đông, sĩ Nhật Huỳnh, Quang Thành cho biết nghe rõ. Và cảm ơn pháp người Lào Cai. Hi ri ni se tho pu ri so ko chi lo kas ming vi cha ti yo
đình năng a pa po thê ti a so pa dro ca sa mi wa i ri ni se to pu ri so ko chi lo ca s ming vi cha ti yo nin đăng a pa bo thê ti a so pa dro ca sa mi wa i ri ni se to pu ri so ko chi lo ca s ming vi cha ti yo nin đăng a pa bo thê ti a so pa dro ca sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích người như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của ngài Minh Châu. Hiếm thay người ở thế gian biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Nam mô Phật Thà Giá. Dạ con xin được xuống. Mời Quang Thanh nhá. Alo Quang Thanh, giờ thấy giơ tay rồi. Đọc không cầm mic được hả Quang Thanh? Giờ thấy giơ tay. Nếu Quang Thanh là không được thì xin mời ship truyền hình nhá. Là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con dạ vâng, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã nghe được tín hiệu. Dạ lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Minh Hạnh và đại đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 143. Hi ri ne se tho pu ri so ko chi lo cát mình quy cha ti ro ni đăng áp áp bồ thề ti áp so phát ro cát ra mi quà. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo cát mình quy cha ti ro ni đăng áp 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 bồ thề ti áp so phát ro ác xà mi quà. Thật khó tìm ở đời người biết thiện tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo ca mình ti ang a ba bo the ti a so fa ro ka ra mi hoa hi ri ne se tho bu ri ri so ko chi lo ka minh hoa quy cha ti ro ni đang a bê thê ti hát so phát rô cả xa mi qua. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê rèm như con tuấn mã tài hiền thánh roi. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã, con cảm ơn chú Phát Thà Na đã bắt bài. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào cả nhà. Con xin được
đọc bài dạ 143. Hiri nise to puriso kochi lokas mengwi chati yodin yonit yonin ang apa boteti aso faro kasami wa hiri nise to puriso cô chi lô cát minh quy cha ti yô nín đăng a-pa bô thê ti a-sô tha rô ca sa mi qua. Dạ, con xin được kể. Hì rì ni sê thô bù rì sô cô chi cô cát cô chi lô cát mình quý cha ti yo nín đăng a bà bồ thê ti a so pa ro ca sa mi hoa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền tránh roi. Bản dịch của Hòa Thượng Thế Đức ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin được xuống mic ạ. Con xin cảm ơn cả nhà. Dạ sa thú kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư Trân Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Huynh Vathana cho bài học. Dạ con xin được ôn bài Cao Pháp Bút Kinh số 143. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo ka smin bit cha ti yo nin nang a ba bo the ti a so pha tro ka sa mi wa. Dạ cảm ơn rạng đồng. Hi ri ni se tho bu ri so ko chi lo ka smin bit cha ti yo nin nang a ba bo the ti a so pha tro ka sa mi wa. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hì rì ni xê thờ bù rì xô cổ chi lô cát mình viết cha ti giờ nín đăng a bà bồ thê ti a sơ phát rô cà xa mi qua. Hì rì ni xê thờ bù rì xô cổ chê lô cát mình quyết cha ti dầu định năng a bà bồ thê ti a sơ phát rô cà xa mi qua. Hiếm thay người ở thế gian đã biết tự chế lại càng tự khiêm, biết hổ thẹn thoát chê dèm như con tuấn mã tài hiền đánh roi. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con chưa thấy bàn tay vị nào nữa. Dạ con xin phép và được kết thúc buổi ân bài tại đây. Con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 143. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sức Rạng Đông, Cẩm Vân, Thi Na, Quang Thanh, Pháp Nguồn, Lào Cai và Huynh Quách Thanh Á đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Đà Hà Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Quyết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương lộc gia ngày giờ chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn tròn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí trí vẹn tròn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức Tuệ Nhẫn, từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 144. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Hôm nay lại là ngày chúng con thuyết giảng câu kệ Pháp Chú 144. Này cũng như mọi ngày, chúng tôi xin luôn nhắc về quý vị, thế giới này, cái là thực hiện giờ, là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm thọ, cứng mềm, nóng lạnh. Ở đây chỉ có pháp vô ký, như là thức ăn, thức uống, thấy. Đó là những cái pháp vô ký. Vô ký danh và vô ký sắc nó cũng ở đây. Rồi pháp thiện và pháp bất thiện sau cái thấy nghe. Như vậy thì hằng ngày vô minh tràn ngập ở thế giới này, dục tham nó tràn ngập. Nếu như chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật thì ngay đây vòng luân hồi sẽ quay mãi. Còn nếu như chúng ta luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này, lúc nào cũng thấy biết với cái dòng pháp mà Đức Phật dạy về cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ dần tỉnh thức lên và không còn chạy theo các đối tượng. Vì thực sự thế giới này không có một ai cả, mà chỉ có các sắc qua các căn môn in dấu vào và những cái tâm nhận biết chúng. Đối tượng thị giác thì không phải là con người, âm thanh thì không phải là con người. Đối tượng thị giác là khác, âm thanh là một đối tượng khác, mùi là một đối tượng khác, vị là một đối tượng khác, cái kinh nghiệm âm thanh là khác, cái kinh nghiệm mùi là khác, cái kinh nghiệm vị là khác, cái kinh nghiệm cứng mềm là khác, cảm thọ khổ là khác, cảm thọ lạc là khác. Ở trong cảm thọ không có con người nào cả, ở trong âm thanh cũng không có con người nào cả, ở trong mùi vị cũng không tìm đâu ra một con người. Vậy thì không có cái gì là tôi, là của tôi. Chỉ có pháp vô ký, rồi pháp thiện, pháp bất thiện. Rồi cũng có giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký. Rồi có pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký mà thôi. Như vậy giới thiện, giới bất thiện và giới vô ký gì? Giới
bất thiện thì chúng ta biết rồi, giới thiện thì chúng ta cũng biết rồi, là những cái phẩm chất bất thiện, phẩm chất bất thiện là giới bất thiện. Còn cái giới vô ký thì khi nào chánh niệm tỉnh giác là đạt đến vị A-la-hán thì cái giới đó là giới vô ký. Như vậy thì giới nó có hai phần. Như vậy giới mà của chúng ta tu học thì để có một phần ngăn ngừa và tạo tác, còn giới của vị A-la-hán thì không còn ngăn ngừa, không còn tạo tác nữa, nhưng mà ngài chỉ có làm việc, tức là ngài làm cái phận sự với lòng từ, ngài thuyết giảng diệu pháp và ngài an trú. Như vậy thì chúng ta đã rõ biết, còn pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký là như nào, nó khác với giới như nào. Thì pháp thiện là tất cả, nó giống với lại giới thiện. Rồi pháp bất thiện thì nó cũng giống với lại giới bất thiện. Nhưng mà pháp vô ký thì khác với giới vô ký, bởi vì pháp vô ký thì có niết bàn, có sắc pháp, rồi có cả những cái tâm quả. Thấy chưa? Nhưng mà cái giới vô ký thì không có tính cái tâm quả, không có tính sắc pháp. Như vậy thì các pháp nó đang có mặt ở đây rồi. Khi mà nó sanh khởi thì nó có ở đó. Chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu cả. Chúng ta khéo khéo quay về với khoảnh khắc này thôi. Vậy đi ha. Và chúng tôi luôn luôn nhắc quý vị điều đó. Còn chắc chắn rồi. Chúng ta lâu lâu thì trong kinh điển Đức Phật có dạy về chư thiên, phạm thiên. Nhưng hãy nhớ rằng đấy là Đức Phật. Đây là lời Đức Phật dạy. Còn Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường để giải thoát. Chúng ta phải luôn luôn bám vào con đường. Đương nhiên nhà chúng ta cũng kính chư thiên, phạm thiên, mọi thứ các bậc đức hạnh ở trên đời. Nhưng mà con của Như Lai thì phải luôn luôn nhớ về pháp. Đừng để đánh mất cái khoảnh khắc này. Chúng ta sẽ trôi lạc trong sanh tử luân hồi. Vô minh từ sáng đến chiều. Nếu chúng ta không nghe pháp, chúng ta không có nghe về thực tại, chúng ta không có hiểu về nó, thì vô minh từ ngày này cho đến ngày kia, từ kiếp này qua kiếp khác. Và chúng không có ở đâu xa cả. Chúng ở ngay sau cái khoảnh khắc chúng ta tiếp xúc với đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh này. Chúng sanh khởi suốt cả ngày. Thật khó, kể cả chúng ta có nghe pháp hơn nữa, nhưng mà thật khó có được cái khoảnh khắc mà có thiện, có trí tuệ. Chứ đừng có nói rằng là chúng ta, mà chúng ta còn nghe pháp sai nữa cả. Chúng ta còn nghe pháp, chúng ta chạy theo một cái người nào đó, chứ chúng ta lại không nghe cái pháp. Cái đó, điều đó là chúng ta đang đi lệch ra ngoài cái con đường bát chánh rất là nhiều người. Do vậy là chúng ta cần phải luôn luôn để ý. Để ý pháp này không có ở đâu xa cả. Thân tâm của chúng ta, chân lý nó hiện khởi ở khắp mọi nơi. Ở đâu thì bạn đi đến đâu thì cũng chỉ có cái thấy cái đối tượng thị giác ở chỗ này chỗ kia. Âm thanh, màu, mùi, vị, bạn đi đến bất cứ đâu ở thế giới này, bạn không có tìm thêm được cái gì khác nữa cả. Do vậy mới là khổ, ha? Nhưng mà bạn không chấp nhận nó, bởi vì bạn không có trí tuệ, đơn giản vậy thôi. Còn khi bạn có trí tuệ thì cũng là cái pháp đó, nhưng mà nó thật là tuyệt hảo, nó thật là tuyệt diệu. Một ngày nào đó bạn nhận biết rằng, ô, cái thân thức nó chỉ có kinh nghiệm, cái cứng, cái mềm, mà không có một ai, không có cái tôi nào, không có một cái bản ngã nào, không có ai làm cho chúng sanh khởi cả, mà chúng chỉ do duyên, rồi chúng biến mất thôi. Như vậy là cái cứng của ngày hôm qua khác với cái cứng của ngày nay, cái cứng của tứ đại này khác với tứ đại khác mà thôi. Nhưng mà tính chất của nó vẫn là cứng, là mềm mà thôi. Chứ không có một con người, không có thần linh thượng đế nào ở đây cả, không có chư thiên, phạm thiên, không có con người nào hết. Chỉ khi nào bạn có trí tuệ thực sự thì bạn mới thấy ra được chân lý. Bạn học kinh điển, bạn phải hết sức là tinh anh, và bạn đừng có lấy cái ngôn từ bạn xếp đây là 5 tâm, 10 tâm, 20 tâm, 30 tâm. Thì bạn nghĩ như vậy là bạn là người trí. Cái đó là rất nguy hiểm cho các bạn. Mà các bạn học nó phải đúng pháp. Giáo pháp của Đức Phật sẽ nổi bật lên ở thế gian này, sẽ không thiếu gì các bậc đức hạnh, từ người tại gia cho đến xuất gia. Chúng ta sẽ nếm được cái hương vị mà Đức Phật dạy. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo.
Arahang samma sambutho phagawa buddhang phagawantang afiwademi swakato phagawata thammo thammang lamasami supatipanno phagawato sawakasangho sanghang lamasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Thế Tôn Vô Thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác. Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình cung kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh nơi tâm của chúng sanh. Nhưng chỉ với những ai có duyên lành nghe diệu pháp, thực hành lời dạy của Ngài, người ấy sẽ chấm dứt mọi phiền não khổ đau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống nằm đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thức luân hồi của mình và sớm thành tựu được các ba la mật và liễu ngộ được tứ thánh đế ngay trong kiếp sống của mình. Phước báo do đành lễ ân Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến chư đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân, Atula Diêm Chúa, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và kết được duyên lành, sớm thành tựu các ba la mật và nhiễu chi lý tứ thánh đế ngay trong đời sống được làm người của mình. Vì chỉ có kiếp sống được làm người nghe diệu pháp của Đức Phật mới nhiễu chi được tứ thánh đế mà thôi. Với phần phước thanh cao này, mong cho các vị luôn được sự an lạc hóa. Nam mô Bụt Thaya. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ câu kệ số 144 ạ. Chúng con xin đọc một lần. Asso yatha phatro kassa nivitto atapino sangvegino phavatha satthaya silena chắc vi rí dê ná chắc sa thi na tham má vi ní chắc dê ná chắc sam văn ná vi chắc vi chà chá rát ná bát tí sá ta chá hí sát thá đúc khá ni đăng a náp bạc căng. Ngài dịch bằng văn xuôi là tựa như con ngựa hiền. Con ngựa hiền ở đây tức là con ngựa được người nài ngựa đã huấn luyện thuần thục rồi, được điều khiển bởi cây roi. Như vậy thì cái người nào được điều phục, được chìm, được tâm thức của họ được chìm vào trong lời dạy của Đức Phật, gọi là người hiền. Các ngươi hãy có sự nhiệt tâm. Vậy bất cứ khi nào mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của luân hồi, thấy được cái sự nguy hiểm của dòng vô minh và ái dục, thấy được cái sự nguy hiểm của lậu hoặc, thấy sự nguy hiểm của cái cảnh đời vô thường biến hoại, thấy sự già, sự bệnh, sự chết, sự oan trái, người với người chém giết lẫn nhau, cha mẹ cũng chém giết lẫn nhau, con cái, vợ chồng và sự tà tư tà hẳn ở cõi đời này, chúng ta thấy như là vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là bên cái thiền am bên bờ vũ trụ chắc ai cũng biết rồi, phải không ạ? Một người già như vậy 90 mấy tuổi, nhưng mà họ lấy vợ, rồi họ lấy cả con gái, rồi đến khi mà con cái rồi lại đẻ ra những cái dòng con như vậy,
và họ 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 mang danh là Phật. Như vậy thì cái đó là gì thưa quý vị? Cái đó chính là pháp vô minh và ái dục. Ngày nào chúng ta cứ nhìn vào con người, chúng ta không thấy được cái mãnh lực của vô minh và ái dục, thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh cảm, và chúng ta sẽ không bao giờ trân quý cái giáo pháp mà Đức Phật dạy. Khi nào mà chúng ta thấy được pháp, lời dạy của Đức Phật, nếm về cái sự hiện thực tại, thì tự động tâm của chúng ta sẽ nhiệt tâm. Có sự lăn lỗ ở đây là sự tinh tấn. Nhiệt tâm tinh tấn. Nhiệt tâm ở đây là gì? Nhiệt tâm an trú, chánh niệm tỉnh giác. Nhiệt tâm học hỏi. Nhiệt tâm phát triển cái con đường. Con đường tứ niệm xứ, con đường tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Nhiệt tâm học và hành, nhiệt tâm để phòng hộ các căn. Có sự lăn lỗ, có sự tinh cần với tính, có niềm tin, tin về lời Đức Phật, tin về giáo pháp, tin về chư tăng, tin về pháp hành, tin về nhân, về quả. Giới, giới ở đây là vì đó giữ gìn, tại gia thì giữ gìn 5 giới, 8 giới, 10 giới, xuất gia thì giữ gìn 105 giới hay là 227 giới. Ở đây vì đó biết rõ giới thiện, giới bất thiện, giới vô ký. Và giới ở đây nữa là vì đó làm tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ. Và thường thì chúng ta chỉ làm cho cái giới của chúng ta ở cái mức là có giới, để không vi phạm đời chê trách. Rồi có giới để chúng ta trú vào trong thiền định thôi. Thì cái giới đó cũng chỉ là giới nằm trong cái lãnh vực của sanh tử luân hồi. Chỉ khi nào chúng ta có tuệ, phát triển được, hiểu được cái sát la hiện tại, thì lúc này cái tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ mới có mặt. Và nhiều người chúng ta không có tìm hiểu diệu pháp, không có tìm hiểu vi diệu pháp, rồi không có tìm hiểu. Và chúng ta học vi diệu pháp nhưng mà chúng ta chỉ đếm những cái con số. Đây là pháp bất thiện thì có bao nhiêu tâm, pháp thiện thì có bấy nhiêu tâm. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Mà vi diệu pháp nó rất là thật trong khoảnh khắc của chúng ta sống. Cái thấy chính là vi diệu pháp, cái nghe chính là vi diệu pháp, cái ngửi chính là vi diệu pháp, cái xúc chạm chính là vi diệu pháp, vật thực cũng chính là vi diệu pháp. Tất cả những cái gì mà nó đang hiện bày trước mắt của chúng ta, qua tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, nó đều là vi diệu pháp. Còn khi mà chúng ta chỉ học cái chữ về nhớ về nó thì nó không còn là vi diệu pháp nữa. Mà cái đó là tranh luận về pháp chứ không phải là vi diệu pháp. Khi nào mà chúng ta thấy được rằng là Đức Phật dạy mà chúng ta thấy ôi, những cái thấy nghe ngửi đếm đụng xúc chạm này, từ đó chúng ta thấy ra quẩn xứ giới đế của nó, thì chúng ta không còn nghi ngờ gì về Tam Tạng kinh điển nữa cả, phải không? Cái thấy có khổ không? Cái được thấy có khổ không? Quý vị thử suy xét xem. Như vậy cái thấy có phải là danh không? Cái được thấy có phải là sắc không? Đó có phải là danh, có phải là sắc không? Như vậy là cái thấy có phải cái con mắt có phải là xứ không? Cái thấy có phải là xứ không? Và cái đối tượng thị giác nó hiện tại nó có phải là xứ không? Xứ là như thế nào? Chỉ khi nào mà các pháp nó đang tương hợp với nhau thì nó là cái xứ của nó.
Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu với tính giới. Giới ở đây thì chúng ta biết, chúng ta phải biết cả giới thiện, giới bất thiện và giới vô ký là như thế nào. Và giới ở đây nó có rất nhiều cái lĩnh vực chúng ta cần phải biết. Rồi tinh tấn, tinh cần, tinh tấn ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh, làm cho chúng không sanh khởi. Các bất thiện pháp đã sanh thì trừ diệt chúng, không cho chúng sanh khởi. Tinh tấn làm cho các thiện pháp chưa sanh, làm cho sanh khởi. Các thiện pháp đã sanh làm cho tăng trưởng. Thường thường thì chúng ta chỉ có bố thí thì chúng ta chỉ làm với việc tăng trưởng bố thí thôi, mà chúng ta không suy xét là giới của chúng ta chưa được tốt đẹp. Thực tại ta chưa được hiểu, được học. Như vậy thì khi mà chúng ta bố thí rồi, chúng ta phải suy xét xem là mình còn thiếu cái pháp gì cho ba la mật. Chính vì chúng ta tu tập, chúng ta chỉ đi theo một vế, nên là chúng ta không có hiểu được cái tinh tấn này. Chúng ta phải biết là mình thiếu hụt. Có những cái pháp thì chúng ta chỉ quan tâm tới một, mà chúng ta còn thiếu rất nhiều những cái yếu tố cho những cái ba la mật khác. Mà chúng ta chỉ chú vào, chúng ta chỉ đi đến một trường thiền nào đó rồi chúng ta ngồi ở đó, chúng ta thiếu đi cái pháp học. Và chúng ta biết là có nhiều, rất rất nhiều vị tu ở trường thiền từ Việt Nam qua, không biết tiếng Anh mà cũng không biết cái gì cả, đi qua bên đó cứ thấy người ta ngồi thì mình ngồi thôi, mình chưa không có học hiểu cái gì cả. Và có những vị thì đi về Việt Nam học có 3-4 tháng thì mở cái trường thiền. Rồi có nhiều vị, rất rất nhiều vị đi tu 5-7 năm, rồi có nhiều vị ngồi, chúng tôi xin lỗi, có nhiều vị học và đi tu tập ở trường thiền Bát Ấp, thậm chí là cả 10 năm, hơn 10 năm, mà quý vị đó về nhà, pháp của các vị đó thì nói không đầu, không đuôi. Rồi vị đó nói là sao? Bây giờ tôi học, cái pháp hành của tôi xong rồi, bây giờ tôi đi học. Tôi đi học cái pháp học để tôi ra tôi giảng dạy. Quý vị thấy một vị sư mười mấy hạ mà nói một sư bạn như vậy thì quý vị thấy có mang, có phải là đem tai hại đến cho giáo pháp không? Này, rất nhiều nói rằng tôi hành cái pháp hành, tôi hành xong rồi, tôi hành hết cái tuệ này tuệ kia xong rồi, bây giờ tôi đi học cái pháp học để tôi ra tôi giảng dạy. Quý vị biết pháp hành mà xong rồi là xong cái gì? Có phải là chúng ta đang đi ngược giáo pháp của Đức Phật? Chưa học mà chúng ta nói chúng ta hành xong rồi mới quay lại đi học. Pháp hành mà xong rồi quay lại đi học thì quý vị thấy rằng chúng ta thấy rằng là một sự thật nó rất là phũ phàng. Chẳng có ai lại nói như vậy hết. Người trí có nói như vậy không? Pháp học mà nó không có đầy đủ, làm sao mà nó phát sanh trí tuệ được? Mà pháp học nó học đầy đủ thì nó có cần đi kiếm ai không? Không có, nó nhìn đâu cũng giao pháp hết. Nó nhìn ở đâu đây cũng là sắc này, đây cũng là danh hết thôi. Có cái chỗ nào không có tứ đại, không có màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, nặng không? Mà có cái chỗ nào mà kinh nghiệm ngoài cái này được không? Có cái tâm thấy nào mà nó kinh nghiệm về cái âm thanh không? Và bây giờ rất nhiều vị mở ra những cái trung tâm đó. Và rất nhiều những cái hàng Phật tử, mỗi người một phe đi tu tập theo một cái đường hướng, một cái phương pháp. Và nếu là phương pháp này đúng thì phương pháp kia phải sai. Thì giữa đúng và sai này thì sao? Thì nó phải đối chọi với nhau chứ.
Như vậy cho chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta không có hiểu biết, không có học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không có chìm vào trong kinh điển, chúng ta không có tự thân chúng ta vận động để học và để nghiên cứu từng chút từng chút, từng từ lời Đức Phật dạy trong kinh điển, thì chúng ta mãi mãi chỉ làm nô lệ và sai sử bởi các phiền não và bởi các cái quan điểm vô minh của kẻ khác mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ tự thân của mình và trí tuệ của chúng ta, liệu rằng trí tuệ của chúng ta, liệu rằng chúng ta có xài được trí tuệ của Đức Phật hay của bất cứ ai được không? Chắc chắn là không rồi. Bởi vì phiền não nơi bạn, nghiệp quả nơi bạn, chỉ có trí tuệ sanh lên từ tâm bạn. Với cái con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy, nó phổ quát cho tất cả những ai. Người nào ba la mật nhiều về trường hợp nào thì áp dụng như vậy, người đó sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Vậy tinh tấn ngăn ngừa vào phát triển, rồi định với sự thẩm định về pháp có minh và hạnh đầy đủ, có niệm các ngươi hãy dứt bỏ khổ đau không phải nhỏ nhoi này. Như vậy ngũ uẩn là trùng trùng duyên khởi và vô cùng khổ đau, phải không ạ? Chúng sanh ra hết ngũ uẩn này đến ngũ uẩn khác và chẳng để làm gì cả, chỉ để già chết. Và tai họa rất là nặng nhất, phải không ạ? Chúng ta thấy không, ngũ uẩn của Đức Phật cũng bị người ta năng đá, ngũ uẩn của Đức Phật người ta cũng chửi, ngũ uẩn của Đức Phật cũng đói khát. Thì ngũ uẩn của chúng ta là cái gì trong vòng sanh tử luân hồi này? Và trên đời này không có cái gì, chúng ta thấy thế giới này nó rất là mênh mông, nó bao la, nhưng mà nó gom chung lại chỉ có năm uẩn mà thôi. Năm uẩn bị chấp thủ mà thôi, năm uẩn được sanh ra và năm uẩn được chấp thủ mà thôi. Bạn không biết gì về nó thì nó cứ diễn tiến hoài, còn bạn hiểu biết về nó thì tự nó diệt mất. Bởi vì luân hồi cũng do hành, phải không ạ? Mà dứt khỏi luân hồi cũng do hành. Chánh niệm trí tuệ nó thuộc về hành quẩn, vô minh nó cũng thuộc về hành quẩn. Như vậy thì các sắc nó có ở bên ngoài, ở bên trong, nhưng mà các tâm á, thì nó sanh ở bên trong và nó luôn luôn sanh ở tối, đúng không? Cái thấy cũng sanh ở trong bóng tối, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, tham sân si, chánh niệm, cảm thọ, rồi là tưởng, rồi là thức, đều sanh ở trong bóng tối hết. Nhưng mà chúng ta lại luôn luôn hướng ra ngoài để tìm các cái sắc mà chúng ta tưởng ngoài đó có cái gì đó, nhưng ngoài kia không có cái gì cả. Tất cả những cái gì kinh nghiệm qua mắt tai mũi lưỡi của chúng ta chỉ là các sắc pháp khác nhau, mà không phải là một con người nào đó. Như vậy hàng ngày chúng ta sống trong cái gì quý vị biết không? Sống trong mơ. Giấc mơ của chúng ta mơ cả đêm lẫn ngày, hết kiếp này qua kiếp khác. Chỉ khi nào chúng ta được nghe Đức Phật nói về Tứ Thánh Đế mới có khoảnh khắc chúng ta thức dậy từ giấc mơ này rất dài rồi. Rồi chưa? Bây giờ từ
từ Aso Yatha Tharo Kassa Nivito Atapino Sangwegino. Phawatha, Phawatha là tọa như con ngựa hiền, được điều khiển bởi cây roi. Các ngươi, tức là người con của Phật, được nghe giáo pháp của Đức Phật rồi, trở thành cái con ngựa hiền chìm vào trong pháp, các ngươi hãy tinh tấn. Các ngươi hãy cố, hãy có cái sự nhiệt tâm. Bởi vì hy hữu thay mới có một đấng Như Lai xuất hiện ở đời. Ngài nói lên cái dòng pháp, Ngài nói cho chúng ta cái chân lý giác ngộ, có sự năng đổ. Cái từ Kasa Nivitho Kasa Vinitha này là một cái nhóm từ thuộc năm tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là việc được điều khiển bởi cây roi. Điều khiển bởi cây roi ở đây là gì? Chính là trí tuệ và chánh niệm. Kasa, Kasa là một danh từ nữ tánh, là roi. Từ Avittha, căn của nó là căn vít, tiếp đầu ngữ của nó là ní. Ở đây chia theo là ní, ní vi tắc tí hả? Và đồng từ nguyên mẫu của nó, nhưng mà nó chia theo quá khứ phân từ là đã được chạm vào, đã được chạm vào. Tức là con ngựa hiền mà được chạm vào cây voi, cây voi thì chúng tự động kéo chiếc xe đi. Tiếp động ngữ ní là xuống, căn của nó là căn huyết là đi vào. Cái từ atapino là atapi, atapi đó, atapi tức là chỉ cho cái sự nhiệt tâm, nhiệt tâm dẫm mạnh, tức là nhiệt tâm ở đây chỉ theo cái sự vượt bậc. Ví dụ như một ai người ta muốn thành công một cái gì đó thì người ta phải thức khuya dậy sớm, rồi người ta học hành, rồi người ta, ví dụ người người mà ham học thì người ta phải thức khuya dậy sớm, người ta học bài, người ta dò bài. Người mà làm công nghệ thì người ta phải nghiên cứu, người làm bác học người ta phải nghiên cứu, người làm bác sĩ thì người ta phải học về ngành thuốc cũng vậy. Người tu tập thiền định hay chánh niệm tỉnh giác của Đức, người mà Đức Phật dạy, thì phải có cái sự mà tinh tấn vượt bậc này. Vậy là atapi, đây là danh tính từ chia theo nam tánh, chủ cách số nhiều là có sự nhiệt tâm. Nhiệt tâm ở đây không phải là chúng ta nhiệt tâm theo, phải nhiệt tâm theo con đường trung đạo, tức là chúng ta giữ cái tâm của chúng ta luôn luôn quân bình từ khi chúng ta thức dậy mà cho đến khi đi ngủ. Luôn luôn có sự tỉnh giác. Sự nhiệt tâm. Tiếp theo nữa là Atapa, là một cái danh từ nam tánh, là chỉ cho sự nhiệt tâm. Từ Samvegino là cái Samvegi, là một cái danh tính từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều là có sự hăng hái, hăng hái. Và sang quê gá là cái động từ, là một cái danh từ nam tánh, là sự hăng hái, sự gấp rút, gấp rút. Từ pha quát thá, căn của nó là căn phu, đây chia theo động từ tha động thể. Số nhiều nghĩa của nó là. Và tiếp theo nữa là cái từ sát tha giá, là sát tha. Sát tha là một cái danh từ nữ tánh. Câu kệ này chia theo sở thuộc cách là với tính. Tính ở đây tức là niềm tin đã bền chắc, đã thấy rõ được thực tại như chúng là. Nhớ nha, niềm tin ở đây nè, tính ở đây nè, thấy rõ. Với niềm tin, bằng niềm tin,
Silena, Sina là một cái danh từ chung tấm chia theo sở thuộc cách nè, với giới hạnh. Giới hạnh ở đây cả về về mặt hình thức lẫn nội dung, tức là thân khẩu của Ngài đã không còn vi phạm nữa. Từ Viriyena, Viriya là một cái danh từ chung tấm chia theo sở thuộc cách, là bằng sự tinh tấn, bằng sự tinh tấn. Samadhi, Samadhi là một cái danh từ nam tấm chia theo sở thuộc cách, là với sự định tĩnh, với sự định tĩnh. Như vậy thì chúng ta biết được là cái chánh định đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ một điều rằng là cái thiền không vô biên xứ tới phi phi tưởng xứ, cái đó là nó không liên quan gì tới chánh định, và Ngài đã bỏ nó từ lâu, từ rất lâu rồi. Nhưng mà tại sao nó có trong kinh điển? Vì nó là pháp có thật, nhưng mà nó vẫn là thế gian pháp. Định đó không bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Chỉ có cái định nào mà nó đi với trí tuệ của tứ niệm xứ, cái chánh định nó, cái tổ hợp của nó, bao giờ các pháp đó, các pháp nó đi chung một cái tổ hợp của nó không tách rời được, làm sao mà có thể mà đưa cái thiền định mà của cái đối tượng của khái niệm vào cái định của chân đế này. Hai cái này chúng ta phải nhớ, một đằng tâm nó chỉ bắt một đối tượng và rồi nó diệt đi, làm sao bạn lấy cái kia nó, một khi bạn đang trú trong thiền định thì không thể trú trong thiền quán được. Bạn nên nhớ là khi bạn đang trú ở trong thiền định là tâm đang an trụ trên khái niệm. Và tâm đó là tâm thiền. Còn khi bạn trú trong thiền quán, tâm đó là tâm đại thiền dục giới, hợp chí chứ không còn là tâm thiền định. Nhớ như vậy. Làm sao mà như vậy thì chúng ta phải rất rõ về điều đó. Nếu không, chúng ta không rõ về các pháp á, chúng ta rất dễ đánh đồng là phải có cái này mới tu tập được cái này, không có phải gì hết á. Pháp nào nó ra pháp đó mà. Không thể đưa cái thấy vào trong thiền định được, phải không? Nhưng mà cái thấy có phải là đối tượng thì của đối tượng tuệ quán không? Chắc chắn rồi. Tất cả những thực tại hiện khởi trong đời sống hàng ngày nó đều có thể là đối tượng của trí tuệ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là định giới nằm duyên sanh định, định nằm duyên sanh tuệ là như thế nào? Hai cái này chúng ta phải nhớ này. Tức là lúc đầu tăng thượng giới, tức là vị đó đắc tu đầu quần. Với cái sức mạnh đó thì vị đó quán về danh sắc, tu tập tứ niệm xứ mà đắc được tư đạt hàm, a la hàm. Đó gọi là tăng thượng định. Khi vị đó đắc a la hán thì vị đó gọi là tăng thượng tuệ. Như vậy cái định ở đây vẫn là những sát la của tứ niệm xứ chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Rồi cái từ Silena, Sina là một cái danh từ trung tấm chia theo sở thuộc cách là với giới hạnh, với giới hạnh.
Như vậy vị A-la-hán có giới không? Phàm phu thì lúc có lúc không, phải không ạ? Còn vị tu đầu quần thì sao? Vị tu đầu quần thì không còn phạt năm giới nữa, phải không ạ? Như vậy vị tu đầu quần giới phần nó không sanh lên nữa, phải không ạ? Nhưng mà giới thiện, giới bất thiện nó vẫn còn, phải không? Thì vị A-la-hán có giới không? Còn giới không? Vậy vị A-la-hán vẫn còn giới, đó là giới vô ký. Như vậy giới nó chia làm hai phần, phải không ạ? Phần là nó ngăn ngừa, phần nó là tư tác, đúng không? Như vậy vị A-la-hán, các ngài vẫn làm việc. Nên là các phiền não lậu hoặc được diệt trừ hết rồi. Nó không tạo ra nhân quả nữa. Và thường thì chúng ta cứ hiểu là 5 giới, 10 giới, 257 giới. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu có một chút xíu à, thiếu sót vô cùng. Tiếp theo nữa là Virijena. Virijá là một cái danh từ trung tánh, chia theo sở thuộc cách bằng sự tinh tấn. Tinh tấn ngăn ngừa các ác bất thiện pháp, tăng trưởng các thiện pháp. Samathina. Samathi là một cái danh từ nam tánh, chia theo sở thuộc cách sự định tĩnh. Định tĩnh ở đây là định tĩnh trong lành sáng suốt ha. Không phải là định tĩnh mà chúng ta chú vào trong thiền định đâu. Trong cái bài kệ này chúng ta phải nhớ. Và vậy nên là chúng ta có chú vào thiền định đến muôn ngàn kiếp đi chăng nữa, Đức Phật dạy cũng không bao giờ giác ngộ được. Phải không? Mà khi mà chúng ta đã ra khỏi thiền định rồi thì lúc đó nó là cái tâm sở dục giới hợp chi. Nó trở lại cái tâm sở dục giới hợp chi của nó. Mà nếu như chúng ta tác ý cái đối tượng của nó, thì thực tại của nó, tức là những cái cảm thọ này, hay những cái sự an lạc này, hay là cái trạng thái thiền nó còn dư sót này, cái tướng của nó còn dư sót này, nó cũng vô thường, khổ, vô ngã. Đó, chúng ta trình bày pháp nó phải rất là rõ nghĩa thì chúng ta mới không lầm lẫn. Không lầm lẫn. Chứ còn trí tuệ ở đâu là chánh định nó ở đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm sở định nó có ở trong tất cả tâm. Không có định làm sao mà nó bắt cảnh được. Thưa quý vị, không có. Cái thấy cũng có định, cái nghe cũng có định, ngửi nếm xúc chạm, phóng dật hôn trầm thủy miên gì, tất cả đều có định hết. Định đi với trí tuệ là khác, định đi với chánh niệm không có trí tuệ. Phải không? Do vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta học hiểu, hiểu biết về khoảnh khắc này là vô cùng quan trọng. Để thấy rằng các pháp chỉ do duyên mà sanh, chứ không thể chúng ta ép một cái đường hướng, một cái đường lối nào để chúng ta có thể tạo ra được niết bàn. Bắt mọi người nhốt vào trong một cái gì đó rồi dạy một phương pháp, đó, điều đó rất nguy hiểm, rất tai hại cho chánh pháp của Đức Phật. Không có đúng. Bởi vì mỗi người, mỗi chúng sanh đều có những nhân duyên khác nhau, sai biệt khác nhau. Nhưng mà tất cả cũng đều phải đi trên cái lời dạy của Đức Phật, pháp học, pháp hành. Và tất cả cũng đều phải hiểu về từng khoảnh khắc của đời sống hiện tại này. Thì đó mới gọi là cái người đó thực thấy, thực biết về pháp được. Bao lâu không quan trọng. Nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta phải quay đi quay lại cái khoảnh khắc này đến vô lượng lần, thì chúng ta mới nắm bắt được sát na hiện tại. Còn thường thường thì chúng ta chỉ đi theo cái người nào đó, phương pháp nào đó, điều đó
Chúng ta chỉ nói trong tưởng. Còn một người mà đi theo đúng lời Đức Phật dạy thì chúng ta dần dần sẽ rõ biết được các pháp trong đời sống hàng ngày, như là thuở Đức Phật dạy. Còn cái từ tiếp theo nữa là chúng ta biết cái từ Thamma, Vinicchayena, Thamma, Vinicchaya là một cái nhóm từ 5-8 chia theo sở thuộc cách, là với sự thẩm định về pháp. Thẩm định về pháp, thẩm định ở đây chính là trí tuệ. Thẩm định về pháp, thì pháp là gì? Pháp ở đâu? Thấy là pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, đếm là pháp, đối tượng thị giác là pháp, âm thanh là pháp, mùi là pháp, vị là pháp, cứng mềm nóng lạnh là pháp, hơi thở vào hơi thở ra là pháp, cảm thọ xúc thọ tưởng hành là pháp. Bây giờ có pháp không? Bây giờ có pháp. Lúc nào cũng chỉ có các pháp hiện khởi thôi, ngoài pháp ra không có gì hết á. Mà có ai có thể ngăn cản đừng cho tham sanh khởi được không? Đừng có si sanh khởi được không? Có ai nói rằng trong thời thiền này tôi sẽ ngăn trừ được tham sân si không? Ai nói thử dùng đi. Có ai tạo ra chánh niệm được không? Nếu bây giờ ai đó đặt ra chánh niệm được không? Nhưng mà bây giờ có thể tâm sân của các bạn đang sân tức với tôi, mà các bạn biết được đây đang có tâm sân, đó lại là một duyên cho chánh niệm sanh khởi rồi, phải không? Một khi đã hiểu biết đúng. Chỉ có hiểu biết đúng mới làm duyên cho chánh niệm sanh khởi. Mà chỉ có hiểu biết đúng mới hiểu được chánh niệm là như thế nào. Ngoài hiểu biết đúng ra thì không thể nào hiểu được các pháp. Trí tuệ thì nó lớn lên rất là chậm chạp. Mà chỉ khi nào đúng nó mới sanh lên, nghe đúng, học đúng, suy tư đúng rồi trí tuệ nó mới sanh lên. Mà nó sanh lên rất là ít, bởi vì trí tuệ nó đi ngược dòng đời, dòng cái dòng vô minh này, ái dục này. Còn chúng ta thấy khi mà chúng ta sát vào đối tượng thị giác màu mùi vị âm thanh một cái là chúng ta thấy đầy tràn những cái tham dục, sân hận ganh tị tật, đối với suy xét người này như này, người xấu người đẹp như kia, đúng không? Chúng ta tự suy xét kỹ xem, phải không? Mà chúng ta cứ nói rằng là con chánh niệm suốt cả ngày. Chúng ta đã không có sự thành thật, và chúng ta tưởng đâu là lời dạy của Đức Phật tầm thường quá, với cái thấy nghe ngửi nếm đụng này quá, nên là chúng ta nghĩ rằng phải có một cái gì đó cao sâu hơn. Nhưng mà đó là cái chỗ chết của chúng ta. Chỗ chết của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đã nhận biết từng chút một về cái thấy nghe đụng này, dần dần chúng ta sẽ thấy quẩn của nó, xứ của nó, giới của nó. Nó không nằm ngoài những cái thứ này. Tiếp theo nữa là cái từ Sampanna, Vicchacharana, Sampanna, Vichá cộng với Charana là một cái nhóm từ 5 tánh chia theo chủ cách số nhiều, là có và hạnh đầy đủ. Minh ở đây chỉ cho trí tuệ về tứ niệm xứ, hay là tam minh, hay là các vị A-la-hán. Rồi Sampanna, căn của nó là căn phát, tiếp đồng ngữ là sam. Ná ở đây là Sampatti hả? Đồng từ nguyên mẫu của nó, nhưng mà ở câu kệ này chia theo quá khứ phân từ là đã được đầy đủ, đã được sở hữu. Tiếp đồng ngữ sam là cùng hoàn toàn. Căn của nó là căn pháp. Sampatti là thành công, thành vượng hay là trở thành, tức là đạt được đó. Vicchacharana, Vicchacharana thì chúng ta biết là minh, Charana là hạnh.
Minh ở đây chính là tuệ, hạnh ở đây chỉ cho đức hạnh, giới hạnh. Thiền định cũng là chỉ cho hạnh, phải không? Rồi là lòng tàm, lòng quý cũng chỉ cho hạnh. Các cái thiền pháp. Minh hạnh. Vichcha là một cái danh từ lữ tánh chỉ cho minh hay là chi kiến đúng đắn về các pháp. Kangwis là hiểu rõ, tìm ra. Hiểu rõ cái con đường. Hiểu rõ cái sự khổ, hiểu rõ nguyên nhân của khổ, hiểu rõ cái sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là tìm ra, thấy ra và đoạn diệt, chứng đắc được Niết Bàn. Chá đánh ná, căn của nó là căn chá. Cộng với ánh á là một cái danh từ trung tánh là hạnh, việc làm. Cái việc làm. Việc làm gì? Việc làm ở đây là việc làm tốt đẹp, việc làm cao thượng. Patisata. Patisata là một cái tính từ năm tánh, chủ cấp số nhiều, là có niệm, có tỉnh giác. Có niệm, có tỉnh giác. Như vậy thì chúng ta biết về cái con đường tứ niệm xứ này, đó, cái đường vào của nó khó hơn lên trời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta luôn luôn bị tự ngã che đậy. Và luôn luôn chúng ta đi tìm kiếm cái phương pháp mà chúng ta không hiểu. Lời Đức Phật dạy chỉ ngay về những cái pháp đang thực, sanh khởi do duyên này. Đó mới là cái chết của chúng ta. Chứ còn khi mà niệm xứ sanh khởi rồi thì rất dễ, phải không ạ? Nhưng mà cái đường vào của nó mới là khó. Đường vào của nó chúng ta phải phá phát quang, phá hủy cái ý niệm về ngã, phá hủy tất cả mọi cái phương pháp mà phải thấy ra pháp riêng sanh của nó. Mà nó đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày, vô minh nó cứ che đậy hoài chứ không có gì khác hết. Nếu mà có một phương pháp mà để giác ngộ thì nó chỉ một phương pháp thôi chứ. Sao lại dạy cả hàng trăm ngàn phương pháp như vậy? Đức Phật chỉ dạy pháp và luật. Vậy Đức Phật dạy pháp là gì? Thấy là pháp, nghe là pháp. Luật là gì? Là quy luật vận hành của các pháp. Không có đối tượng thì giác, không có nhãn căn, thời nhãn thức không thể sanh khởi. Khi ba pháp này tụ hội, nhãn xúc sanh khởi, khi có nhãn xúc thì có nhãn thọ. Khi có thọ, làm duyên cho ái. Khi ái có thủ, phải không? Có phải bạn thích ai đó thì bạn mong mỏi gặp họ, đúng không? Bạn ái biết. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là chúng ta quẩn quanh, chúng ta chỉ tham mấy cái sắc màu, mùi vị, âm thanh, cứng mềm, nóng lạnh, hôi thối bất tịnh. Đó, chúng ta thương mọi người, những cái thân hôi thối đó là sắc pháp bất tịnh chứ đâu có phải là con người này con người kia đâu. Chúng ta tự dựng lên nó chứ nó đâu có theo chúng ta đâu, phải không? Không phải, nó không theo ai hết á. Chúng ta thử đi phía sau, chúng ta quan sát xem là đối tượng thị giác không. Có là con người, nếu chúng ta không gọi, nếu mà chúng ta không có ý khởi lên để gọi xem là cái sắc nó có quay lại với chúng ta không? Không có. Không có ai ở trên đời này hết. Nó chỉ có các sắc với các tứ đại khác nhau mà thôi. Điều này rất là khó để hiểu, phải không ạ? Nhưng quả thật là như vậy. Đó là pháp đó.
Dukkha là danh từ trung tánh chỉ cho sự đau khổ. Sự đau khổ ở đây thì chúng ta biết rồi. Sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ ai, ngũ uẩn là khổ đau. Vì nó là những pháp giống không. Và cái đau khổ này nó không phải là nhỏ nhoi đâu, phải không ạ? Lớn lao lắm. Anapakang, apaka, tiếp đồng ngữ của anh là một tính từ trung tánh, chia theo đối cách là không phải nhỏ nhoi, không ít, to lớn. Như vậy là chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này là cái khổ đau to lớn về cái kiếp này rồi. Nhưng mà cái ái tham, cái dục vọng, cái vô minh nó đẩy chúng ta làm những cái ác nghiệp, nó tạo ra những cái thân năm uẩn tiếp tiếp lối trong vô lượng kiếp tới nữa. Chứ còn khổ đau của quá khứ thì nó diệt rồi, phải không ạ? Nên là khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta chấm dứt nó. Tiếp đồng ngữ là am là không, apaka là ít ỏi. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng chạch pháp, minh hạnh, đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô được. Kính bạch chư đại đức tăng, bài kệ này chúng ta phải thuyết giảng đủ hai câu kệ thì nó mới khúc chiết cái bài pháp lời Đức Phật dạy. Đó là thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết chánh né chỉ trích như ngựa hiền chạm roi. Như ngựa hiền chạm roi, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng chạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Thiền định ở đây chúng ta phải nhớ nè, đúng con đường tứ niệm xứ ha, đó mới là thiền định. Cái thiền định trong bài pháp này là như vậy. Khó tìm được ở đời. Vì đời này làm sao phải khó tìm? Đời này chúng sanh sanh ra vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc, luôn luôn nuôi dưỡng bản ngã. Và họ không bao giờ biết thẹn, biết tự chế. Họ cống cao ngã mạn với sự giàu có, với sắc đẹp, với tài cao, hay là với sự hèn hạ, u mê. Nên là Đức Phật dạy thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế. Người biết được những cái việc ác, người biết được những cái con người ác, người biết được những cái môi trường ác, người biết được cái chỗ không đáng giao du. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết khổ thẹn những tội lỗi, và biết chế ngự, biết thu thúc các căn môn của mình, kinh hãi, kinh cảm với các dục vọng của thế gian, biết chánh né chỉ trích, biết chánh né những điều ác, những con người ác, những môi trường ác, những thầy tà bạn ác. Như ngựa hiền chánh roi, như ngựa hiền chạm roi, với tính giới tinh tấn. Vậy người hiền, người có trí biết thế giới này là hoang tàn, là đổ nát, là hữu vi, là duyên sanh, là giả hợp, là vô thường, là tan hoại, là hủy diệt, là chia ly, là khổ sầu, là vô nghĩa, là bất tịnh. Thế giới này chỉ họ sanh ra chỉ làm đầy thêm nghĩa địa, nhiều thêm nhiều lên tứa mà thôi, lớp này qua lớp kia mà thôi. Sanh ra có gì không thưa quý vị? Chúng ta ăn xác chết cả một đời thì chưa đủ.
rồi chúng ta tiễn người thân của chúng ta biết bao nhiêu mà kể, bạn bè của chúng ta biết bao nhiêu mà kể rồi. Họ đi đâu mất rồi? Họ cũng chẳng đi đâu đâu. Họ lại sanh ra những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm đụng xúc chạm ở chỗ này, chỗ kia mà thôi. Rồi họ lại chết đi, họ lại sanh ra những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng xúc chạm ở chỗ này, chỗ kia mà thôi. Về phương diện tục đế thì chúng ta nói đây là người thân, người quen. Nhưng về phương diện pháp thì luân hồi chúng lại chỉ có như vậy thôi. Cái thấy rồi lại thấy, cái nghe rồi lại nghe. Cái thấy hôm qua lại diệt đi, cái thấy ngày mai chưa tới. Nhưng mà rồi ngày mai cũng chỉ có cái thấy và những đối tượng thị giác này, đối tượng thị giác khác của những cái tứ đại này, tứ đại khác. In dấu qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Các bạn không có tìm thêm ở đâu được cả. Do vậy Đức Phật mới dạy luân hồi là khổ. Luân hồi là cái gì? Đó là như vậy đó. Ngày mai các bạn lại phải thấy, phải nghe. Các bạn không muốn cũng không được nữa. Các bạn có ngồi im, các bạn ngồi im ấy. Các bạn ngồi im cũng nắm một ngày thôi. Để những cái này nó vẫn đến. Các bạn không tỉnh giác, các bạn sao ra khỏi sanh tử luân hồi. Những cái pháp nó đến để nó dạy các bạn đó. Nhưng người hiền chạm roi với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Và bài kệ này được Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi ngài ngự tại Cetawana Vihara kỳ viên tịnh xá, đề cập đến trưởng lão Pilotika. Trưởng lão Pilotika là một ngày nọ thì trưởng lão Ananda gặp một cái cậu bé mặc cái y phục rách rưới. Thời thì chúng ta biết là có nhiều cái gia đình rất là nghèo ha. Ngay cả bây giờ chúng ta thấy là nhiều cái dân tộc, ngay ở Việt Nam mình thôi, những cái vùng sâu vùng xa như núi non này kia, đôi khi những cái em bé cũng không có quần áo mới để mặc đâu. Về tay cầm những cái chén đi xin ăn, và bèn ngài hỏi rằng là sao con sống lang thang như thế để làm gì? Thôi thì con xuất gia chẳng là cao thượng hơn chăng? Thì ngài thế như vậy thì ngài mới nói rằng bạch ngài, ai sẽ cho con xuất gia? Nghe vậy thì trưởng lão nói, này con, ta sẽ cho con xuất gia. Rồi trưởng lão dắt cậu bé về chùa và bảo cậu bé tắm rửa sạch sẽ và cho cậu thọ một cái đề mục và cho cậu ta đắp đi xuất gia. Khi trải quần áo cũ vá ra xem thì thấy không có chút nào móc làm vải lọc nước được. Thì lúc bây giờ vì đó là cái ông Tân Sa Di, vì đó là vị Sa Di, Tân Sa Di liền máng chúng trên cái nhánh cây chung với lại cái chén xin ăn. Về sau thì vị Sa Di này tu lên bậc trên, và lúc bây giờ thì ngài gặp Đức Phật, ngài gặp được Phật giáo, lúc đấy đang cái thời hưng thịnh. Thì lúc này lợi lộc phát sanh rất là nhiều. Và vị tỳ khưu này thọ hưởng quá đầy đủ, đắp toàn những cái lá y quý giá. Thân thể thì rất là béo, trắng trẻo. Và ông đấy làm bất mãn, tự trách mình. Ta cần gì đắp y để cho người đời phát sanh cái đức tin? Ta sẽ mặc lại cái y phục cũ vá của ta. Tức là ngài thấy cái đời sống này ta có làm được cái gì đâu mà ta mặc cái y này để cho người đời, vì cái niềm tin tôi cúng dường cho ta ăn thôi thì thật là chán. Và đến cái chỗ nhành cây thì vị Sa Di này lại lậm lấy quần áo cũ và tự mặc ra, tự mắng rằng này kẻ vô sĩ, không biết hổ thẹn, người muốn xả bỏ những y lành lặn như thế này
để mặc lại bộ đồ rẻ rách, cầm cái chén đi xin ăn hay sao? Đây là ông mượn cái, và đây là vị tỳ kheo này, ngài mượn cái cách làm cái đối tượng để mà tâm của mình khuyến cáo lấy mình. Nhờ sự phấn dụ cảnh giác như thế và tâm của ngài nắng dịu trở lại. Và sau khi ra khỏi cái chỗ treo quần áo cũ vá đó, thì ngài đã tẩy sạch phiền não trong tâm rồi. Như vậy quý vị thấy cái chánh tri kiến nó vô cùng là quý báu, phải không? Và chúng ta không bao giờ để ý đến những cái thứ này. Cái vô minh nó luôn luôn làm cho chúng ta quên mất cái gì là cái thiết thực, cái pháp nào là cái pháp dẫn đầu. Chúng ta đã để ý hàng bao nhiêu câu chuyện mà trong kinh điển rồi. Ngài Xá Lợi Phất thì ngài tu cái thiền gì? Không, ngài chỉ nghe lửa câu kệ. Rồi ngài về ngài nói cho Đức Mục Kiền Liên thì cũng lại lửa câu kệ đó thôi. Và Pachataya và Visakha 7 tuổi, Đức Phật đến thuyết giảng dự pháp bà chứng quả tu đồ vườn. Ông Cốc Cô Độc cũng đi ngang qua tới gặp Đức Phật cũng đắc tu đồ vườn. Như vậy chỉ có chánh chi kiến nó mới diệt trừ tà kiến mà thôi. Và đặt sạch phiền não rồi. Và ngài trở về chùa. Vài ngày sau thì tâm của ngài lại bất mãn. Và ông lại trở ra cái chỗ đó và tự giáo hóa tâm của mình trước. Khi tâm của mình lắng dịu thì ông lại trở về chùa. Và ngài cứ làm đi làm lại như thế mãi, khiến chư tăng thấy lạ mới hỏi ngài rằng là này hiền giả. Trưởng lão mới đáp là bạch các ngài, tôi đến viếng thầy A Sa Lê nhờ lấy quần áo cũ của mình lúc trước để làm cái đề mục quán tưởng. Và lão ngăn được cái tâm bất mãn, tự chế được mình, nên mấy hôm sau thì ngài đắc quả A-la-hán. Và các tỳ khưu mới hỏi rằng này đạo hữu, sao bây giờ đạo hữu không đi viếng thầy A-sa-lê nữa? Vậy thầy A-sa-lê ở đây là cái gì? Chính là cái đối tượng đó. Nếu mà chúng ta có cái tâm hiểu biết về đối tượng, chánh niệm về cái gì là thực, đây há không phải là con đường hành đạo của đạo hữu? Bạch các ngài, tôi đến tiếp xúc với thầy A Sa Lê để nhờ thầy nhắc nhở. Bây giờ tôi đoạn giao với thầy rồi nên tôi không viếng thầy nữa. Và chư tăng bèn mắt Đức Thế Tôn: bạch ngài, tỳ khu vải rách phạm đại vọng ngữ. Này các tỳ khưu, thầy ấy đã nói những gì? Bạch ngài, thầy ấy nói như vậy. Nghe rồi, nghe rõ câu chuyện thì Đức Bổn Sư nói rằng đúng vậy. Này các tỳ khưu, con trai của ta lúc cần tiếp xúc để được nhắc nhở thì đến viếng thầy A Sa Lê. Bây giờ đã đoạn giao với thầy, tự mình cấm ngăn lấy mình để đắc quả A La Hán. Chỉ khi nào trí tuệ của chúng ta tự lớn lên trong pháp và luật này và tự thực chi thực chứng về những cái pháp thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày này, thì mới có quả tu đồ hằng tư đà hàm a na hàm a na hán mà thôi. Phiền não nó không thể sanh khởi được nếu như mà cái thấy không có thấy đối tượng thị giác. Không thể nào có cái ái về sắc được. Nếu mà cái nghe không sanh khởi với âm thanh đó, không có cái nghe, thì không thể nào có tham ái đối với cái âm thanh đó được. Như vậy thì Đức Phật dạy sao?
pháp nó sanh lên ở đâu? Không thể sanh ngoài sáu căn này được. Vô minh nó sanh ở đâu thì nó cũng diệt ở đó, phải không ạ? Như vậy sự đoạn diệt của nó cũng phải đoạn diệt ở đó chứ, đoạn diệt ở đâu được bây giờ? Vậy Đức Phật dạy cho chúng ta cái sự thu thúc lục căn, phải không ạ? Thu thúc lục căn ở đây không phải là chúng ta ngồi làm một cái gì đó, mà chúng ta phải ý thức rõ biết một cách nhẹ nhàng các pháp sanh khởi, để thấy ra chúng, để thấy duyên sanh của chúng, để thấy cái sự diệt tận của chúng. Không ai làm được một cái việc gì cả, thưa quý vị. Trí tuệ nó có duyên sanh của nó, vô minh nó có duyên sanh của nó. Vô minh nó duyên sanh bởi vì sao vậy? Duyên sanh của vô minh là gì? Là năm triền cái và năm dục, đúng không? Minh sanh là gì? Là do nghe, do khéo thắc ý, do thu thúc lục căn, do diệt trừ năm triền cái. Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng về tứ niệm xứ, phải không ạ? Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Không phải mà chúng ta sắp đặt ra cái pháp quán đó, mà chúng ta phải biết được chánh niệm này nó đang chánh niệm về cái gì. Chánh niệm nó bắt đối tượng của nó, chứ không ai có thể nào mà biểu chánh niệm như thế này hay như thế kia được. Chúng ta chỉ học hiểu đúng về các thực tại sanh khởi trong đời sống hàng ngày từng chút một, thì tự động chúng ta sẽ nhận diện ra được chánh niệm và các pháp từng chút một. Khi nào mà chúng ta thấy rồi thiện và bất thiện, và chúng ta thấy cái sự ô uế, cái sự nhiễm ô của bất thiện, và chúng ta thấy cái sự vô nghĩa, cái sự tạo tác của chúng đau khổ, thì chúng ta tự cái tâm nó sanh khởi cái lòng tàm, lòng quý, chứ không có ai tạo ra được cả lòng tàm, lòng quý cả. Chúng ta mới thấy được rằng là những cái pháp bất thiện này nó không những hại mình, hại người, nó hại cả mình, hại cả người, mà nó làm cho đau khổ và nó làm cho sanh khởi những cái ngũ uẩn bất thiện trong tương lai. Và phải hiểu rằng chúng cũng chỉ là những cái pháp do duyên sanh vô thường, không có ai tạo tác ra chúng. Vì vô về các đối tượng mà chúng sanh khởi, chúng chấp ngã. Các pháp thiện cũng không phải là mình, chúng chỉ do duyên của chúng. Ôi rồi, chết rồi, mãi thuyết pháp quá rồi nhỉ. Vậy thôi bây giờ chúng ta ngưng ở đây ha. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ này, kính dâng phước báo đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Kim Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú làm thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận.
Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phật tử sắp mang lang ra khăn tôi sắp về đây của ta sắp Buddha nó phá quên nó sa đa sa thi của quân tu tế và Phật tử sắp mang lang ra khăn tôi sắp về đây của ta sắp ban hàm ma nó phá quên nó sa đa sa thi của quân tu tế và Phật tử sắp mang lang ra khăn tôi sắp về đây của ta sắp sanh kha nó phá quên nó sa đa sa thi của quân tu tế. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tùng Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đây quá ta sẵn tí quý hạ ra qua sĩ ni, thu pê gà rê bồ thi gà rê tả hình tả hình. Ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha quý hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa ti cha te sap be bi duk khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa